Xin kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay thứ năm ngày 3 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây. Công điện Thủ tướng Chính phủ xem xét giao Bộ Công Thương làm đầu mối quản lý xăng dầu. Đề nghị bác kháng cáo của các bị cáo trong vụ tỉnh thất bồng lai. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm. Kính thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu. Trong đó yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì cùng Bộ Tài chính bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất đời sống trong mọi tình huống. Bộ Công Thương phải chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối phân phối kinh doanh xăng dầu bảo đảm duy trì nguồn cung liên tục cho thị trường trên cơ sở cân đối từ nguồn sản xuất trong nước và nhập khẩu. Cơ quan này cũng cần giám sát và kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh. Các vướng mắc phát sinh cần được các bộ, ngành chủ động xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. Liên bộ sớm hoàn thiện chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030. Với các địa phương, Thủ tướng giao giám sát việc kinh doanh của các cửa hàng, thanh kiểm tra hoạt động niêm yết giá, thời gian đăng ký bán hàng. Cũng trong hôm qua, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất lập tổ công tác điều hành kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm đề xuất giải pháp cho những tồn tại ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng mặt hàng trên. Tình trạng hết xăng hoặc dầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương vẫn tiếp tục xảy ra. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thống kê của Sở Công Thương cho thấy gần 20% cửa hàng thiếu xăng để bán. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kể từ 0 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2022, tổ chức giao thông đường Võ Thị Sáu và Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận 3 được điều chỉnh nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, một đường Võ Thị Sáu đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến vòng xoay công trường Dân chủ quận 3 cấm xe semi rơ móc lưu thông. Lộ trình thay thế đường Võ Thị Sáu, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Phan Thúc Duyện, đường Trần Quốc Hoàng, đường Trần Văn Thụ, đường Xuân Diệu, đường Xuân Hồng, đường Trường Chinh, đường Lý Thường Kiệt, đường 3 tháng 2, đường Hồng Bàng. Hai, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Điện Biên Phủ quận 3 cấm xe semi rơ móc lưu thông. Lộ trình thay thế đường Điện Biên Phủ, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Bạch Đằng, đường Phan Đăng Lưu, đường Hoàng Văn Thụ, đường Phan Thúc Duyện, đường Trần Quốc Hoàng, đường Hoàng Văn Thụ, đường Xuân Diệu, đường Xuân Hồng, đường Trường Chinh, đường Lý Thường Kiệt, đường 3 tháng 2, đường Hồng Bàng. Người điều khiển phương tiện phải chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường. Chiều hôm qua, nhiều công nhân ở công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Hùng, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc ca làm việc trong sự nặng trĩu. Công ty vừa có thông báo về việc kết thúc hợp đồng với 1.185 người lao động, tương đương gần 2/3 nhân lực của doanh nghiệp. Hơn 20 năm gắn bó với công ty, chị Hồng Loan, 49 tuổi, rớt nước mắt khi không biết sắp tới sẽ kiếm công việc như thế nào. Chị là làm ở đây lâu dài chứ không có nghỉ. Nhưng mà đùng ra một cái tự nhiên công ty cho nghỉ, giờ 50 rồi. Ngày đó cũng có xin được việc làm lắm, giờ là cận Tết cũng không thể nào xin được việc làm nữa. Sau 2 năm dịch bệnh với quá nhiều nỗi lo lắng, một cái Tết lại sắp đến. Giờ phút này, trước mắt các công nhân là đầy rẫy khó khăn. Công ty thông báo là cũng lo, ai cũng lo hết, tại vì gần Tết tới nơi rồi đó, không nghĩ là nghe thông tin này luôn á. Công ty Tỷ Hùng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xa xỉ xuất khẩu. Theo thông báo của công ty, nguyên nhân là do ảnh hưởng kinh tế thế giới, các đối tác gặp khó khăn, công ty không có đơn hàng sản xuất. Công ty cho biết sẽ chi trả trợ cấp thôi việc theo luật lao động, đồng thời trả trợ cấp 2 tháng tiền lương cho toàn bộ người lao động bị mất việc. Ngoài ra, công ty vẫn chi lương tháng 11 và tiền thưởng năm 2022. Sau 3 ngày detox da theo tư vấn của spa làm đẹp, một cô gái phải đến bệnh viện da liễu trung ương khám vì cô bị sốt cao, mệt mỏi, mụn nước lan tỏa toàn bộ vùng mặt, gây ngứa ngáy khó chịu. Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị eczema herpeticum. Sau hơn một tuần điều trị, bệnh nhân đã hết sốt, tổn thương cải thiện, khô, bắt đầu bong vẩy. Chúng tôi cũng đã tiếp nhận những bệnh nhân cũng sử dụng các mỹ phẩm online mua trên mạng và người ta nghe theo lời quảng cáo thì sau đấy thì bôi xong thì bệnh nhân cũng bị cái tình trạng tương tự, thậm chí là có những bệnh nhân tình trạng còn nặng hơn thì có những bệnh nhân sẽ có thể nguy cơ bị hoại tử, bị loét. Thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp sau chăm sóc da làm đẹp bằng các sản phẩm không rõ thành phần nguồn gốc dẫn đến tình trạng biến chứng, nhiễm trùng nặng.
Do đó, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào với làn da, mọi người cần đến bệnh viện thăm khám ngay. Ở thị trấn Vạn Giả, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, có một cây sọp cổ thụ đặc biệt. Theo người dân địa phương, cây sọp này có khả năng dự báo thời tiết rất chính xác, đặc biệt giúp ích cho bà con người dân. Cây sọp có tuổi đời hàng chục năm, thân cao, tán rộng, thân uốn lượn từ gốc lên rất đẹp, rễ chùm khá nhiều, lá xanh tươi tốt. Mỗi khi cây mọc ra rễ non màu trắng, sau đó chuyển sang vàng là tín hiệu báo chuẩn bị trời mưa bão. Trời mà sắp bão hay là sắp mưa, nó là cái rễ nó mà cộng nhang thôi. Mà nó ra một chút mà cái màu vàng là bắt đầu là sắp mưa. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt như thế nào, cây vẫn ra lá, phát triển và sinh trưởng tốt. Cây ra hoa vào tháng 2, tháng 3 âm lịch, sau đó cho quả. Điều kỳ lạ là mỗi năm, cây chỉ thay lá một lần và thay xong trong một ngày. Trải qua nhiều thế hệ, cây sọp được người dân trong làng yêu quý, gìn giữ, bảo vệ cẩn thận. Vào những ngày lễ Tết, dân làng tụ họp dưới tán cây, tổ chức các trò chơi dân gian hay sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Tiếp theo trong chương trình, Công an Thủ Đức điều tra làm rõ vụ đổ trộm chất thải với số lượng lớn. Công an Bình Dương khởi tố bắt tạm giam nhiều đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Kính thưa quý vị, đến 20 giờ 30 phút tối qua ngày 2 tháng 11, phiên xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc, hay còn gọi là tỉnh thất Bồng Lai hoặc Thiền Am bên bờ vũ trụ, đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Tại phiên tòa, các bị cáo có mặt đều đồng loạt kêu oan và cho rằng bản thân không thực hiện hành vi như bản án sơ thẩm đã nêu, đồng thời đề nghị hội đồng xét xử tuyên vô tội và trả tự do cho các bị cáo. Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát đánh giá cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người đúng tội, không oan. Các chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm tội có tổ chức. Trong đó, bị cáo Lê Tùng Vân giữ vai trò là chủ mưu, các bị cáo còn lại là đồng phạm. Quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo không cung cấp được chứng cứ mới, nên đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo và tuyên y án sơ thẩm. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Long An sẽ tiếp tục xét xử vụ án vào hôm nay. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức điều tra làm rõ vụ đổ trộm chất thải với số lượng lớn xảy ra trên địa bàn. Theo đó, vào trưa cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 66H01902 do một nam tài xế điều khiển chở theo nhiều bao tải di chuyển theo hướng từ quận Bình Thạnh sang thành phố Thủ Đức. Khi vừa qua cầu Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, tài xế cho xe đi vào khu đất rộng hàng trăm mét vuông nằm gần chân cầu, rồi vội đổ các bao tải trên thùng xe xuống bãi đất. Ngay lúc này, tổ công tác mật phục của Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Đức ập đến bắt quả tang tài xế. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện bên trong các bao tải chứa nhiều chất thải, đồng thời xung quanh khu vực có nhiều loại chất thải có đặc điểm giống với chất thải trên chiếc xe tải vừa bị bắt quả tang. Làm việc với lực lượng chức năng, nam tài xế khai tên là Bảy. Người này thừa nhận được thuê để chở các bao tải chứa chất thải từ khu vực quận Bình Thạnh sang khu vực phường Thủ Thiêm đổ trộm. Mỗi chuyến chở thuê, tài xế được nhận từ 200 đến 500 nghìn đồng. Hôm qua, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã triệt phá một đường dây chuyên mua bán trẻ sơ sinh, đồng thời bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan đến vụ việc, trong đó có cả các sản phụ bán con ruột của mình. Cầm đầu đường dây mua bán trẻ sơ sinh bất hợp pháp này là Nguyễn Thị Ngọc Như, sinh năm 1993, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Như khai nhận, đã mua bán trẻ sơ sinh từ tháng 2 năm 2022 tới nay. Đáng nói, Như còn từng bán chính cả con ruột của mình sau khi bé vừa chào đời. Để có được trẻ sơ sinh, Như đến các phòng khám thai tư nhân, bệnh viện ở Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Tại những nơi này, Như tiếp cận với những phụ nữ đang mang thai hoặc những người phụ nữ mới sinh con nhưng không muốn nuôi con. Sau đó, Như đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh. Sau khi mua trẻ sơ sinh, Như đăng tải trong nhóm kín đã tạo trên mạng xã hội Zalo giao bán trẻ sơ sinh với giá từ 35 đến 60 triệu đồng một bé. Ngày 16 tháng 8, Công an huyện Dầu Tiếng đã bắt quả tang đối tượng Như cùng trẻ sơ sinh 7 ngày tuổi chuẩn bị mang bán. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 7 đối tượng trong đường dây của Như. Ban chuyên án xác định các đối tượng đã thực hiện mua bán chót lọt 31 vụ tại địa bàn các tỉnh Bình Phước, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.
Hôm qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng Huỳnh Phúc Hậu, trú thành phố Hồ Chí Minh và Trần Huy Nam, trú tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tại khu vực phường Hồ Nai, thành phố Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Hậu tàn trữ 500 gram ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hậu, Công an thu giữ thêm một khẩu súng và 3 viên đạn. Qua đấu tranh, Hậu khai nhận bản thân nghiện ma túy, không nghề nghiệp nên mua ma túy về bán kiếm lời. Còn khẩu súng, Hậu mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội. Liên quan đến vụ việc, Công an cũng đã mai phục bắt giữ thêm đối tượng Trần Huy Nam khi y hẹn giao ma túy cho Hậu. Khám xét nơi ở của Nam tại một căn hộ ở thành phố Thuận An, Công an thu giữ một gói ma túy đá, 18 viên thuốc lắc. Nam khai mua số ma túy này của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, Huỳnh Phúc Hậu có tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, còn Trần Huy Nam có tiền án về tội cướp giật tài sản. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án khởi tố 5 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Qua điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết các đối tượng làm giả con dấu, giấy tờ và thông qua mạng xã hội để mua 228 công ty ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sau đó, nhóm này thiết lập mạng lưới trung gian có khoảng trên 400 người tìm kiếm các đơn vị có nhu cầu mua và bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử cho rất nhiều đơn vị doanh nghiệp trong cả nước. Bước đầu, Công an tỉnh Phú Thọ xác định thiệt hại về thuế trên 2.500 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính khoảng trên 1.200 tỷ. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 228 con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn và 32 con dấu giả các cơ quan chức năng, phong tỏa hai tài khoản với số tiền trên 27 tỷ đồng. Rạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ liên bang lên 3,75 đến 4%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2008. Như vậy, Ngân hàng Trung ương Mỹ tăng lãi suất điều hành tổng cộng 3,75 điểm phần trăm kể từ đầu năm. Việc Fed tăng lãi suất đã được giới đầu tư dự đoán từ trước đó. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây sẽ là lần nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm cuối cùng của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong chu kỳ tăng lãi suất này. Fed cũng phát tín hiệu về khả năng giảm tốc độ tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 12. Trong bài phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh mục tiêu của cơ quan này là đưa lạm phát trở về mức mục tiêu 2%. Ông cũng cho biết vẫn có cơ hội để nền kinh tế Mỹ thoát khỏi suy thoái. Tuy nhiên, cơ hội cho một cuộc hạ cánh mềm đã bị thu hẹp lại trong năm nay do tốc độ giảm giá hàng hóa và dịch vụ vẫn còn chậm. Trước đó, lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao trong tháng 9. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, nền kinh tế Mỹ đã có dấu hiệu chậm lại sau một loạt đợt tăng lãi suất của Fed. Thị trường địa ốc lao dốc vì lãi suất vay thế chấp đã tăng gần gấp đôi. Hãng KBS World của Hàn Quốc đưa tin cơ quan cảnh sát Hàn Quốc vào hôm qua ngày 2 tháng 11 cho biết thi thể của nạn nhân mang quốc tịch Việt Nam thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở phố Itaewon vào đêm 29 tháng 10 đã được đưa về nước bằng chuyến bay từ Incheon đến thành phố Hồ Chí Minh vào chiều cùng ngày. Trước đó, lễ viếng nữ công dân này được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ bệnh viện Bucheon ngày 31 tháng 10. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc đã thành lập một tổ điều tra đặc biệt sau thảm kịch trên vào đêm 29 tháng 10, làm hơn 150 người thiệt mạng. Trong quá trình điều tra, một câu hỏi được đặt ra là liệu năng lực ứng phó của cảnh sát xứ sở Kim Chi còn nhiều thiếu sót. Sau thảm kịch, cảnh sát quốc gia Hàn Quốc thừa nhận có 11 cuộc gọi khẩn cấp cảnh báo tình trạng quá đông người ở khu phố Itaewon, nhưng đã có rất ít hành động ngăn ngừa được triển khai. Hôm qua 2 tháng 11, tổ điều tra đặc biệt đã khám xét trụ sở cơ quan cảnh sát thành phố Seoul, đồn cảnh sát Yongsan và 6 văn phòng khác. Cảnh sát trưởng quận Yongsan đã tạm thời bị đình chỉ chức vụ và đối mặt với án kỷ luật treo. Tôi thực sự thắc mắc về các biện pháp đối phó của cảnh sát. Cảnh sát đã có thể có mặt để điều hướng đám đông. Ước tính khoảng 100.000 người đã tham dự các hoạt động đón Halloween tại Itaewon vào ngày 29 tháng 10. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 200 cảnh sát được điều đến Itaewon vào thời điểm đó để thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ trong tháng 10 vừa qua, vượt mặt các nhà cung cấp hàng đầu như Ả Rập Xê Út và Iraq. Trong tháng 10, Nga giao 946.000 thùng dầu mỗi ngày cho Ấn Độ. Dầu mỏ từ Nga chiếm 22% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ, vượt qua 20,5% của Iraq và 16% từ Ả Rập Xê Út.
Theo công ty phân tích chuyên ngành Vortexa, tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 10 tăng 5% so với tháng 9, trong đó nhập khẩu từ Nga tăng 8%. Các nhà phân tích của Vortexa cũng lưu ý rằng xuất khẩu dầu từ Nga sang Ấn Độ có thể chậm lại từ tháng 12 do các hạn chế dầu hàng có thể phát sinh do phương Tây đề xuất áp giá trần đối với dầu mỏ Nga. Gần 1.000 học sinh từ Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN đã tham gia cuộc trò chuyện hỏi đáp với các nhà du hành vũ trụ đang ở trên trạm không gian thiên cung của Trung Quốc vào hôm qua. Cuộc hỏi đáp diễn ra ở nhiều địa điểm ở Trung Quốc, Brunei, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Các em học sinh đã đặt nhiều câu hỏi từ việc các nhà du hành có thể lướt Internet trên không gian hay không. Họ sẽ làm gì nếu cả bệnh, cho đến làm thế nào để trở thành một nhà du hành vũ trụ. Nhà du hành vũ trụ nữ Liu Yan, một trong ba nhà du hành của tàu vũ trụ Thần Châu 14, chia sẻ với các em trải nghiệm của cô khi làm việc trên không gian. Các hoạt động phải thực hiện bên ngoài tàu vũ trụ gọi tắt là EVA là thử thách lớn nhất đối với thể chất và tâm lý của chúng tôi, từ những chuẩn bị ban đầu cho đến thời gian hồi sức sau hoạt động EVA thường mất nhiều ngày. Chúng tôi phải làm việc không ngừng nghỉ trong 6 đến 7 tiếng đồng hồ. Nhờ vào quá trình huấn luyện ở trái đất, chúng tôi đã thực hiện thành công 2 EVA và chúng tôi tự tin sẽ có thể hoàn tất tất cả EVA còn lại. Trong những năm qua, Trung Quốc tăng cường hợp tác với các nước ASEAN trong việc ứng dụng công nghệ không gian, phát triển vệ tinh viễn thông và vẽ bản đồ. Thám hiểm không gian đã trở thành một lĩnh vực hợp tác mới trong quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Liên quan đến vụ cháy nhà dân khiến hai mẹ con thiệt mạng tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ngay trong tối qua, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Nam, sinh năm 1983, trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, về hành vi giết người. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 2 tháng 11 tại căn nhà số 103 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, làm chị Thái Cẩm Châu và Thái Bảo Trân, con ruột của Châu, tử vong. Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập chứng cứ, đến sáng cùng ngày, lực lượng công an xác định Trần Văn Nam là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở công an phường làm việc. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận Nam và chị Châu đã từng chung sống với nhau như vợ chồng. Hôm qua, sau khi uống rượu, Nam bực tức khi nghĩ đến chuyện chị Châu đang có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Không kiềm chế cơn ghen, Nam ra tay phóng hỏa giết chết hai mẹ con chị Châu. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào, tạm biệt.